khoảng chừng 5, 3, 5, 4 tuổi thì nó sức khỏe nó xuống rồi. Thì đi làm công việc làm cũng chạy xe tải thì nó cũng lên xuống hàng. Rồi lúc trước thì làm tối ngày nó cũng mệt, nhưng mà nay làm chừng khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ thì nó mệt rồi. Vừa đau bắp rồi đau khớp rồi nó nhức mỏi, ăn nó cũng ít. Ngủ thì nó cũng khó ngủ, với ngủ nó chập chờn, nó không có thẳng giấc á. Thuốc thì cũng có uống, nó uống nhưng mà nó cũng nhất thời thôi. Cũng có mấy người bạn họ giới thiệu uống sản phẩm Helipad, tôi dùng tôi thấy con người nó khỏe dần lại. Coi như hồi đó là nó mệt khoảng chừng 10 phần, bây giờ thì coi như nó mệt đi khoảng chừng 2 phần hoặc là 3 phần thôi. Thì gân cốt xương khớp rồi kia nó thì coi như nó hết mỏi với nó hết đau nhức, nó cải thiện được cái tinh thần mình, phấn chấn hơn, mình ăn ngon với ngủ đủ giấc. Tôi dùng sản phẩm Helipad thì thấy cái vấn đề sinh lý nó cải thiện cũng rõ rệt lắm á. Helipad mới từ Mỹ, nay đã có chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 100.000 đồng.